Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin quay một video để giới thiệu cho các bạn biết về cái kênh mà học sửa chữa laptop, PC và gây ra có phí. Thì cái kênh này tôi suy nghĩ về cái vấn đề mà học phí và chi phí mà các bạn bỏ ra để mua thì nói chung là nó cũng không có đáng gì. Ví dụ là PC thì học phí mà chúng ta học trên cái trực tiếp hay là trực tuyến thì nó so sánh thì nó không bằng một hơn nữa ha. Thì học phí của thằng PC hiện tại trên đây chỉ có là 500.000, còn khóa Vega thì 300, khóa laptop thì 700. Nói thật với các bạn là các bạn cái về cái trực tuyến này á, nó có cái lợi thế là ở chỗ là thứ nhất là học phí và thứ hai là cái thời gian của các bạn nó là rảnh rỗi giờ nào chúng ta học giờ đó, không có phải ràng buộc vào thời gian nhất định khi mà chúng ta học trực tuyến hay là trực tiếp. Còn về cái khuyết điểm là do các bạn không có được cái hướng dẫn mà trực tiếp cũng như đi trước. Cái khó khăn nhất đó là chính là chúng ta hàng thò và cái kinh nghiệm thực tế. Thì cũng nhiều bạn thắc mắc hỏi học có sửa được hay không, cái đó là tùy vào cái tư duy của mỗi người. Chúng ta không thể nào mà nhìn vào mà chúng ta có thể là sửa được. Chúng ta phải cần thứ nhất là cái kiên nhẫn, thứ hai là tư duy của mỗi người. Thì nói chung thì các bạn chỉ cần đăng ký khóa này rồi các bạn sửa một hai cái thiết bị là các bạn đã lấy đầy học phí rồi. Giống như những trường hợp khóa Vega phí học phí 300 nhưng mà các bạn sửa được, giống như một đứa em học viên nó sửa được một cái cạc như thế này đã lấy dư học phí rồi. Tất nhiên là cái sửa cạc này là 500 thì cái dư học phí là chúng ta thu được nó lợi nhuận rồi. Huống chi là chúng ta sẽ có một cái kiến thức lâu dài nữa, rồi sau đó chúng ta sẽ thu được những cái lợi nhuận tương lai. Còn PC cũng vậy, PC học phí 500 thì các bạn sửa chỉ cần khoảng 3 đến 4 cái men thì lúc đó chúng ta đã lấy lại học phí. Còn laptop thì chỉ cần một cái thôi thì các bạn đã lấy lại học phí rồi. Chúng ta không vội để mà khẳng định rằng học trực tuyến không bao giờ mà biết sửa đó là sai. Có nhiều bạn thì khi nào những bạn nào mà đã từng hiện tại đang học và làm thì các bạn mới biết được là cái sửa men nó cần phải có một thời gian thực hành và kiên nhẫn các bạn nữa, cần cù nữa, chứ không phải là chúng ta đọc vào là chúng ta biết được. Rồi sau đây tôi xin giới thiệu một số danh sách mà chúng ta học trực tuyến. Đây là cái danh sách PC này, đây là danh sách laptop và đây là danh sách Vega. Đó thì các bạn thấy ở đây vì giá tùy theo mỗi cái nhu cầu mà các bạn học viên đăng ký học. Thì về cái phần điện tử căn bản á, thì mỗi một danh sách tôi đều có đưa một cái điện tử căn bản giống nhau, giống như những quyển sách tôi viết. Thì ví dụ như bạn này đăng ký PC thì không lẽ giờ chúng ta sửa PC nâng cao thì chúng ta không có điện tử căn bản cũng không được. Một bạn ví dụ đăng ký Vega cũng cần phải có cái điện tử căn bản, PC cũng cần phải có điện tử căn bản và laptop cũng vậy, cũng cần có điện tử căn bản. Khác ở chỗ là chúng ta sẽ học những phần sau, phân tích những cái phần sau quan trọng. Thì hiện tại thì về cái laptop thì tôi phân tích đến cái mặt sạc rồi. Bởi vì chúng ta học mà không có cái giới hạn thời gian cho nên là các bạn cố gắng chờ đợi tôi up những cái video mà nó chi tiết và thực tế cho các bạn dễ hiểu. Thì chúng ta học từng bài là từng nội dung, mỗi một bài là một nội dung rất là dễ hiểu và cho các bạn có nhiều cái gọi là
không bị phân tâm về kiến thức. Ví dụ như ở bài mạch nguồn đầu vào thì tôi chỉ phân tích cái mạch nguồn đầu vào một cái nội dung trong video thôi, không có nói nhiều giống như là những cái video mà tôi up trên cái kênh đó. Ví dụ như video về nguồn đầu vào thì chúng ta sẽ học đó, đó là nguồn đầu vào một video đó thôi. Còn mạch sạc cũng vậy, mạch sạc thì chúng ta cũng học là cái nguồn mạch sạc là từ cái một nội dung cũng là một một video đó, vậy đó các bạn. Rồi. Đó là cái bài laptop thì tôi up đến cái mạch sạc này. Bài 11 nè. Up đến mạch sạc rồi. Mỗi một cái nội dung á là tôi up ba cái modem đó các bạn. Tôi up ba cái modem, ví dụ modem HP, Acer. Đó cái bài 13. Rồi về PC Vega thì tôi đã up đến cái GX 580 8GB. Thì cái Vega này các bạn là sửa gành rồi các bạn rất là dễ kiếm cái lợi nhuận đó. Còn về PC thì chúng ta thấy đây, tôi đã up đến bài 16. Vì PC là cái căn bản, cái nền tảng để các bạn sửa những cái dòng main máy tính sau này đó. Tôi up tới bài đó là phân tích trên cái vây co của H61, rồi chúng ta sẽ tiếp tục học những bài H81, tổng thể nguyên lý hoạt động đó các bạn. Rồi, đó, đó là một số nội dung tôi up để cho các bạn biết những nội dung mà chúng ta học học trực tuyến mà trên kênh YouTube mà có phí. Đây là up và kêu gọi những bạn có đam mê thôi. Còn bạn có đam mê và mới bước vào cái lĩnh vực sửa chữa máy tính thôi nha, trực tuyến máy tính thôi, chứ còn những bạn mà đã từng làm nhiều năm rồi không cần. Bởi vì các bạn đã hiểu được những cái vận hành rồi thì chúng ta cũng không cần. Rồi, tôi chỉ giới thiệu một số nội dung học như vậy thôi. Thì các bạn nào mà có cái đam mê và muốn tìm hiểu á thì liên hệ với qua Zalo của tôi. Mỗi cái video đều có một cái Zalo của tôi nằm ở phía dưới, như là cái bài này có một cũng có video dưới này các bạn. Đây là cái số điện thoại của tôi nè, 0934145715. Đó là cái số Zalo á, có gì liên hệ Zalo nếu như bạn. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái cách mà chúng ta đăng ký. Rồi, video đến đây thôi, tôi xin giới thiệu đến đây chút xíu thôi. Tôi xin cho chút xíu thời gian nữa để nói về cái thêm một cái khóa nữa, đó là khóa gì MacBook. MacBook là tôi chưa MacBook. Còn nữa các bạn, nếu mà chúng ta muốn hiểu nhanh nữa thì nên kết hợp với một quyển sách của tôi nha. Vì nói chung là chúng ta cũng không có tốn gì nhiều đâu. Đối với một cái khóa trực tuyến hay khóa trực tiếp á, là các bạn mua quyển sách với học đăng ký học là nó chưa đến 50% của khóa học trực tuyến đâu. Ở những mà tôi thấy trên trên các diễn đàn kỹ thuật hay là những anh em kỹ thuật quay video để bán thì các bạn bỏ chi phí rất là cao. Có khi mà các bạn bỏ gần cả chục triệu các bạn mua những video đó. Chục triệu mua những video đó, cũng có tôi cũng gặp từng cũng khoảng hai ba bạn rồi. Mua một một bộ video là mười mấy triệu vì sửa MacBook laptop. Xong cũng có trao đổi với tôi để đưa video đó cho tôi, nhưng mà thực chất thì video đó là nó quay chung quá, các bạn rất là khó mà định hướng được. Rồi, sách dụng ở đây cũng có sách giải pháp sửa chữa laptop, rồi sách giải pháp sửa chữa PC. Nếu chúng ta mới vào á, thì chúng ta mua hai quyển sách đó, khóa nào thì mua theo sách khóa đó. Nhiều sách giải pháp sửa chữa PC á, thì các bạn đăng ký khóa học PC, còn còn đăng ký khóa học laptop thì các bạn mua là giải pháp học sửa chữa laptop, còn các bạn đăng ký Vega thì các bạn mua là giải pháp học
sửa chữa lên ga. Đây có sắp hết nha các bạn. Rồi ok, tôi chỉ hướng dẫn các bạn mà đăng ký và mua sách, và các bạn phải nhớ nguyên tắc để chúng ta học cái sửa chữa cái máy tính một cách mà nó bài bản á. Trước tiên là các bạn phải nắm được cái điện tử căn bản, nắm được cái điện tử căn bản nè, từ bài số 1 đến bài số đối với PC cho dễ nha. Số 1, bài số 1 đâu rồi, laptop Vega PC, bài số 1 đến bài số không, xin lỗi, sách giải pháp học khóa học sửa chữa PC đây. Các bạn học từ bài số 1 đến bài số 8. Bài số 8, bài số 5 đó là cái điện tử căn bản nha. Rồi. Hiểu được chức năng và cách vận hành của điện tử. Đó, cho ví dụ tôi lấy một ví dụ như là về con bài MOSFET đó, thì các bạn là biết thuận nghịch, lúc nào nó dẫn, lúc nào không dẫn thì nó dẫn. Rồi. Khi bạn học được nắm được cái vấn đề đó rồi, chúng ta đến là học cái nguyên lý hoạt động của men bo. Từ khi chúng ta cấm nguồn vào thì nó xuất hiện khối nguồn nào trước, khối nguồn nào sau, rồi sau đó đó các bạn phải phân tích được cái data sheet của cái IC. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một cái khối nguồn đều có một IC quản lý. Đó là một cái nguyên tắc gọi là không thể thay đổi đối với mặt máy tính nói chung và một cái men mạch máy tính nó riêng và mạch điện tử nói chung. Tất cả mỗi một khối nguồn qua cụm dây đều có một con IC quản lý, các bạn nhớ nha. Nếu mà chúng ta phân tích được con IC quản lý rồi đó thì tôi đảm bảo các bạn sẽ sửa được khối nguồn đó. Những điều kiện mà nuôi cho IC quản lý nó cần điều kiện gì để nó hoạt động và nó sản xuất ra cái khối nguồn xung, thì các bạn phân tích được thì các bạn lúc đó sẽ sửa được men. Rất là cơ bản và bài bản. Đó, và cách về cái, nếu mà SEMA thì nói chung là nó dễ thôi. SEMA thì các bạn đó là đo cái đường đi và tìm cái linh kiện. Và chúng ta biết được là các bạn học cái bài điện tử căn bản trước, phải nắm vững được cái cách vận hành và cái chức năng của nó. Và sau đó là chúng ta phải phân tích được cái nguyên lý hoạt động, khối nguồn nào có trước, khối nguồn nào có sau. Rồi sau đó thứ ba nữa là các bạn phải phân tích được cái data sheet. Những bài data sheet thì tôi phân tích rất là nhiều trên những cái bài học rồi. Đó thì chúng ta đến đó là chúng ta ok, đó là sửa được. Còn vấn đề mà các bạn đăng ký khóa mà có thắc mắc gì đó thì cứ đưa lên đây hỏi tôi. Tôi sẽ hướng dẫn không có giấu giếm. Và nếu mà các bạn đăng ký ba khóa nữa thì tôi sẽ đưa các bạn vào cái nhóm là các anh em kỹ thuật. Tất cả ở đây đều là học viên của tôi. Những học viên trực tiếp và học viên trực tuyến đó, thì có thể chúng ta nên trao đổi sửa chữa ha. Rồi ok, đó là tôi xin giới thiệu một số vậy thôi. Chúng ta có đam mê, có muốn tìm hiểu thì chúng ta đăng ký qua Zalo của tôi nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.